bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Bất chấp phải đối đầu với một Barcelona được đánh giá mạnh hơn, Man United vẫn thi đấu khá tốt. Sau bàn đá phản lưới nhà của Luxa, đội hình của Quỷ Đỏ được tổ chức tốt hơn và hạn chế rất nhiều sức tấn công bên phía đối thủ. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Những scorer Tominay, Fezet và Giorgio Zalot đã gây ấn tượng không ít, thậm chí Curtis Malling còn khiến Lionel Messi chảy trận. Tuy nhiên, trong màn trình diễn tương đối ổn của đội nhà, AS Lisbon vẫn là cái tên khiến cổ động viên Man United tức điên. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Liam Canning, AS Lisbon, tôi không thể nào chịu đựng được anh ta nữa. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. AS Lisbon, chúng tôi không vội khi có đến 45 phút để ghi bàn, đã có sự tranh cãi giữa Răng và Lindelof. Jotio, Răng đã giết chết mọi cơ hội tấn công của Man United. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Jock Johi, không nghi ngờ gì nữa, Răng giữ một số tài liệu mật của giới chủ Man United thì phải. 26 giờ Kohler, Răng không nên tồn tại ở Man United mùa bóng tới. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Phát ba Fune, nếu bạn cảm thấy vô vọng, hãy nghĩ tới việc Man United trả AS Lisbon 120.000 bảng mỗi tuần để chơi bóng. Chizento, tôi thà đưa thủ thành sách Giorgio Mezzo vào đá vị trí của Răng còn hơn. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Akaoize, Răng là cầu thủ tệ hại nhất. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Theo Manu Tay, một lần nữa, Man United có trận cầu hứa hẹn nhưng Răng đã phá hỏng tất cả với những đường truyền tệ hại. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Video tài năng của AS Lisbon.